Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, trong chăn nuôi hiện nay, ta thường gặp những khó khăn trong kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Chăn nuôi dê cũng như vậy, mặc dù dê là loài ăn tạp, dễ nuôi, nhưng nếu không nắm vững những kỹ thuật nuôi, đặc biệt là cách xử lý đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sẽ gây lên những thiệt hại lớn cho người nuôi. Trong đó có bệnh tụ huyết trùng. Và ngay sau đây, Dr. Vet sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về bệnh tụ huyết trùng ở dê và cách phòng trị hiệu quả. Bệnh tụ huyết trùng thường xảy ra khi thời tiết nóng ẩm, mưa nắng thất thường hoặc khi gia súc thay đổi điều kiện sống, điển hình ở dê chuyển vùng. Bệnh tụ huyết trùng ở dê là một trong những bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh và gây thiệt hại lớn. Bệnh xảy ra quanh năm trên mọi lứa tuổi nhưng thường bị nặng khi dê chuyển mùa với những biểu hiện điển hình là viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm vú. Thứ nhất, về nguyên nhân, bệnh do một loài vi khuẩn thuộc chi Pateurena gây ra, trong đó loài Pateurena mutosida thường gây bệnh ở thể nhiễm trùng máu xuất huyết, còn loài Pateurena hemolytica thường gây bệnh ở thể viêm phổi. Vi khuẩn khá nhạy cảm và dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời và nhiều loại thuốc sát trùng cơ bản. Vi khuẩn sống khá lâu và sinh sản trong đất ẩm, thiếu ánh sáng, do có nhiều muối lytrat và nhiều chất hữu cơ. Trong chuồng nuôi, gia súc và ở trên đồng cỏ, vi khuẩn sống hàng tháng, có khi hàng năm. Hơn nữa, vi khuẩn lại có thể sống ở trong đường hô hấp, vì vậy mà việc hạn chế xâm nhập của cơ thể hay tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn là rất khó khăn. Thứ hai, về đặc điểm dịch tễ. Bệnh xảy ra quanh năm trên mọi lứa tuổi, nhưng thường bị nặng khi chuyển mùa và những biểu hiện điển hình là viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm vú. Khi dê gặp các vấn đề bất lợi hay giảm sức đề kháng như khí hậu, thức ăn thay đổi đột ngột, vận chuyển hay nhiễm một số bệnh khác, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh và gây lên bệnh. Thứ ba, về triệu chứng và bệnh tích của bệnh. Bệnh thường có 3 triệu chứng điển hình như sau. Ở thể viêm phổi, ở thể này, dê mệt mỏi, ăn ít, sốt, ho, thở khó. Mũi có chất nhầy màu trắng hoặc vàng dính quanh lỗ mũi, đôi khi dê ho ra cả đám dịch nhầy, khi cơ thể gầy và rút cân. Ở thể này, có nguy cơ tử vong cao, khi mổ khám sẽ thấy một số biểu hiện điển hình như phổi xẹp, một số vùng bị nhục hóa, khí quản chứa nhiều dịch nhầy. Thể bệnh này rất thường gặp khi đàn dê nuôi nhốt trong môi trường mật độ cao, thiếu ánh sáng, ẩm, lạnh. Thứ hai là thể nhiễm trùng máu. Dê sốt cao 40-41 độ C, ủ rũ, mệt mỏi, không ăn, nằm một chỗ và chết nhanh. Thể này rất là nguy hiểm. Khi mổ khám, sẽ thấy tim sưng to, trong xoang bao tim, xoang ngực và xoang bụng chứa nhiều nước vàng, thịt sẫm màu, trên bề mặt cơ tim, phổi, xuất huyết nặng. Ở thể viêm vú thì thường xuất hiện ở dê cái. Con vật sốt nhẹ, bầu vú sưng to, cứng, đôi khi thấy có mủ khi nặn đầu vú, không cho con bú hoặc không cho vắt sữa. Thứ tư, về phòng bệnh, việc điều trị bệnh là rất khó khăn, thường chậm hiệu quả và tốn kém. Vì vậy, áp dụng phòng bệnh bằng vaccine là biện pháp tốt nhất. Vaccine tụ huyết trùng ở dê là vaccine vô hoạt, dạng lỏng màu vàng nhạt. Liều tiêm 2ml trên con cho dê từ 2 tháng tuổi trở lên, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt. Vaccine có miễn dịch 6 tháng, vì vậy chỉ cần tiêm vaccine định kỳ 2 lần trên năm để phòng bệnh cho đàn dê. Bệnh liên quan chủ yếu đến môi trường, do điều kiện vệ sinh cũng như là chất lượng ánh sáng. Vì vậy, chúng ta có thể dễ dàng phòng được bệnh nguy hiểm này để dịch không xảy ra. Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, luôn để lên chuồng khô ráo, tránh ẩm thấp, đáp ứng đủ điều kiện ánh sáng và để dê phát triển khỏe mạnh. Thiết kế diện tích chuồng trại đúng tiêu chuẩn, tối thiểu dành cho số lượng đàn dê, định kỳ tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bãi chăn, bãi thả và các dung dịch thuốc khử trùng an toàn như Belucid, Desol Super khi có vật nuôi và Desit 400 khi không có vật nuôi. Không chăn thả dê cố định ở một bãi mà cần luân phiên để cây cối có thể phát triển và hạn chế ô nhiễm, nên tránh những bãi chăn có vũng nước nhằm hạn chế dê bị nhiễm phun sán. Bổ sung thức ăn dinh dưỡng, dầu vitamin, khoáng chất giúp cho dê tăng sức đề kháng. Hàng ngày theo dõi sức khỏe của đàn dê, không sử dụng thức ăn ướt, dính nước mưa, bùn đất, vệ sinh sạch sẽ máng ăn, máng uống hàng ngày. Nước sử dụng cho dê uống phải được sạch sẽ, không bị ô nhiễm, đảm bảo đầy đủ thức ăn phù hợp cho dê. Chủ động trộn kháng sinh phòng bệnh cho dê khi gặp các yếu tố bất lợi của ngoại cảnh. Các bạn có thể tham khảo một số kháng sinh như sau. Biocilin 200WS, Gentadoc WS của Interchemie Hà Lan hoặc Ocivit WS của BB Pharma.
Trước khi đưa dê vào nuôi, sau khi xuất chuồng cần thu gom hết phân thải, rửa sạch chuồng bằng nước, sau đó khử trùng chuồng trại với sản phẩm Decid 400. Để chuồng trại khoảng 7 đến 10 ngày trước khi nuôi vụ mới. Thứ năm, để điều trị bệnh tụ huyết trùng, nên sử dụng kháng sinh sớm và đúng liều sẽ có hiệu quả cao. Các bạn tham khảo phác đồ điều trị kết hợp theo nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng và nâng cao sức đề kháng như sau. Dùng kháng sinh có hoạt chất sau: Amoxicillin, Gentamicin, Oxytetracycline, Penlistep và một số kháng sinh có hoạt chất khác. Một số sản phẩm các bạn có thể tham khảo như Biocilin 150LA, Biogenta, Limosin 200LA hoặc Penstep 400. Thực hiện tiêm bắp 1 ngày trên lần, 5 đến 7 ngày liên tục. Tiêm hạ sốt giảm đau, tăng sức cho dê với sản phẩm Tofen ENG kết hợp với Butasan 100 hoặc Butavit để bồi bổ, tăng lực, hồi sức, tiêm 1 ngày 1 lần và 3 đến 5 ngày liên tục. Trường hợp dê có triệu chứng viêm phổi, tiêm bổ trợ Brom 3M giúp long đờm, giảm ho, thông giãn khí quản, tiêm 1 ngày 1 lần, 3 đến 5 ngày liên tục. Cho dê uống thêm điện giải Catcholite giúp tăng sức đề kháng, giảm stress cho dê. Cách ly dê bệnh với dê khỏe để tránh lây lan và tập trung điều trị. Sát trùng tất cả các vật dụng, máng ăn, phun sát trùng toàn bộ chuồng nuôi để tránh lây lan mầm bệnh. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về bệnh tụ huyết trùng ở dê và cách điều trị hiệu quả. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!